Hi, xin chào mọi người. Trời sụp tối rồi, tự nhiên mình xiên nè. Đi dọn nguyên nồi chè xoay nước luôn. Cái màu xanh đó là màu lá dứa mọi người. Mình bẻ lá dứa của ông ăn cơ hàng xóm nè. Mình về mình đâm xong mình vắt nước. Còn cái màu vàng á, mọi người biết là màu gì không? Cái màu vàng là màu của cà rốt đó mọi người. Mình bỏ vô cái máy ép sinh tố đó. Cái mình ép mình lấy nước mình làm màu nè. Mình tưởng nó là ra màu cam mà không ngờ nó ra thành màu vàng vậy luôn á mọi người. Nhìn đẹp quá ha. Mình thường nấu chè rơi nước bằng đường phèn á mọi người, nên nước nó trong vậy đó. Nấu chín xong á thì mình múc một tô nè cho ông A Băng hàng xóm nhà mình á. Xong rồi á thì mình cũng múc ra hai chén để cho nguội, tắm rửa cho gen với dao. Xong rồi á thì cho hai chị ăn nè. Rồi giờ là 8 giờ mấy rồi đó mà gen với dao chưa đứa nào tắm hết trơn á. Mình lo nấu chè xong mình mới tắm cho hai chị. Vừa tắm xong ra là đòi ăn chè liền luôn vậy đó. Cũng hên là chè nó cũng nguội rồi. Cho hai chị ăn chè xong á thì cũng chơi chút xíu. Chơi chút xíu là 9 giờ là bắt đầu hai chị ngủ rồi. Cho hai chị ngủ đằng sáng cho em đi học nữa. Mình thì ngồi chờ chồng mình về. Hôm nay á, chồng mình về trễ 10 giờ mấy rồi mà anh chưa về tới nhà. Anh gọi điện cho mình, anh hỏi mình có đói không, muốn ăn gì không. Sẵn tiện cái mình kêu ảnh á, mua cơm về cho mình ăn luôn nè. Thường á, mỗi lần mà xuống ca về là anh chồng mình gọi cho mình trước. Anh hỏi mình có nấu cơm không. Nếu mình không nấu cơm á, thì anh mua đồ về ăn. Còn mình có nấu cơm thì anh về nhà anh ăn. Cuộc sống bên đây á, nó là vậy á mọi người. Vợ ở nhà muốn nấu cơm á, thì nấu, còn không muốn nấu thì thôi à. Nếu mà không nấu cơm thì anh tự mua cơm về anh ăn. Còn anh nấu á, thì anh về anh ăn cơm vậy thôi đó. Hai vợ chồng mình ở chung nhà nhưng mà có lúc là 2-3 ngày mới thấy mặt nhau luôn á. Tối anh về á thì mấy mẹ con mình ngủ mất tiêu rồi. Tới sáng mình chồng mình thức dậy thì anh đi làm mất tiêu luôn. Có việc gì cần á thì nhắn tin qua điện thoại thôi. Bữa nay mình thức khuya nè, 11 giờ mấy mình đói bụng đó, mình chờ anh mua cơm về cho mình ăn đó. Để sẵn hai vợ chồng cùng ngồi ăn, cùng nói chuyện. Mỗi lần mà ngồi ăn chung vậy nè là anh kể chuyện mình nghe là mệt xỉu luôn á. Không biết mấy ông chồng khác sao chứ chồng mình á, mỗi lần mà đi làm về á, còn mình còn thức á hả, là anh kể chuyện cho mình nghe. Ở trong chỗ làm á, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gì anh cũng kể cho mình nghe hết trơn á. Nhiều lúc á, anh chồng mình bị áp lực trong công việc quá nhiều á, là mình sẽ là người để cho anh xả stress á. Anh về anh xả hết, anh xói ra hết xong rồi bắt đầu ngày sáng thức dậy là bắt đầu vui vẻ đi làm bình thường. Giờ thì anh chồng mình tráng miệng thêm mấy viên chè nữa. Ăn uống xong á thì tắm rửa, nằm nghỉ ngơi chút xíu và bắt đầu đi ngủ. Vậy là kết thúc một ngày rồi đó mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Nhớ bấm like và chia sẻ video mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. 你说你犯了不该犯的错，心中。